Ôi dạ. Xin chào thợ cả sình. Thợ cả sình. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với hoa đá cao nguyên của em Công em Đức các bạn. Ây da, được đấy. Ôi, được của nó. Ôi, các bác thấy này, cột này. Đẹp nhờ. Đúng là rót tiền mà nó khác. Đúng là đầu tư. Này, cột như cột đá luôn. Chào bác cả nhá. A hờ đâu rồi? A hờ đâu lúa? À, đi chặt cây để làm cây trống à? Ai chà. Bây giờ bắt đầu ghép cốt phà anh. Ai chà. Các bác xem này. Được hàn cột thiên này. Đấy. Đấy, sắp thành hình, sắp lên hình rồi các bạn. Sau này các bác sẽ thấy là một cái kiểu nhà gọi là khác hẳn những cái ngôi nhà khác. Cột này cũng đổ rồi. Đấy, sau này anh em sẽ ghép cốt pha, đổ những cái dầm xung quanh nhà. Đấy, sau này anh Hờ anh ấy có muốn làm cái gác xếp lên đây này là cũng được. Đấy, còn bên này là cũng dầm, còn ở giữa này là sẽ không có dầm nữa. Đấy, cái khoang giữa này là sẽ không có dầm, sẽ để rất là thoáng luôn các bạn. Đấy, đi từ ngoài kia vào là không nhìn thấy cái dầm ngang này. Và cái phòng khách là rất là rộng. Ví dụ sau này anh có muốn mà gác các cái tấm ván lên đây để mà làm cái gác xếp là vẫn ok. Đấy. Quá đẹp luôn. Nhưng cái này vẫn phải chỉnh sửa một tí. Đấy. Quả cửa chính là sẽ phải cho 3 ô thoáng, để 2 ô thoáng là hơi không thẩm mỹ. Cái quả làm dầm làm cốt pha này là sẽ hơi lâu. Bác cả ơi, giúp em sửa cái cửa chính này thêm một cái ô thoáng vào giữa nhá. Nhá. Đấy. Hai bên cửa sổ hai cái ok. Đó, cửa chính cho 3 cái đi cho đẹp. Cái này chưa dỡ được anh. Cái này này. Cây này đổ sau cùng đấy à? Có cái khuôn này tiện nhờ. Đấy, sau này những vết rỗ này là chát chít vào cái là sơn vào là đẹp ngay. Có dầu luyên các thứ vào mới dỡ ra như kiểu cột đá luôn. Duy nhất chỉ có nhà A Hờ là có cái hàng cột hiên này. Đấy. Hôm rồi thì có bác bảo là hiên này phải cho thấp hơn, thấp xuống một tí. Cũng có khả năng là cũng phải tham khảo. Đấy, phải xem sau này lên đã. Lên hết thành hình đã các bạn. Có thể cho thấp xuống một tí thôi. Để cho là nó có cái giữa cách giữa nền nhà và nền hiên. Cây này chặt ở đâu đây chú Sình? Anh Hờ lấy ở đâu đây? Ui dồi, buộc đủ các phương tiện để mang đi đâu xẻ đây? Dạ? Xẻ bằng cưa tay à? Cây que ở đây cũng hiếm nhỉ? Không cây mấy. Đấy các bạn. Các bác thợ đã ghép được một vế rồi này. Lâu nhất là cái này.
À, tưởng đây cho khuôn gỗ vào để tận dụng luôn chứ. Cây trống. Đây để đổ lanh tô. Quả cửa này là à hờ chắc là phòng phòng của hai vợ chồng sao thiết kế cửa to thế. Cái này thì anh em mình cũng phải thừa nhận là cái phòng ngủ nó cũng không được rộng rãi cho lắm. Đấy vì trong buồng, trong phòng là chỉ để có ngủ thôi, cũng không làm cái gì đâu. Đấy, cái phòng này sau này chỉ kê có một cái giường thôi. Đấy, có điều kiện nữa thì một cái tủ áo là hết rồi các bác, không có cái gì nữa. Đấy, không gian sinh hoạt truyền thống của mọi người thì mọi người vẫn thích được cái không gian phòng khách nó rộng rãi. Đấy, có kê bộ bàn ghế rồi thì thêm cái tủ hoặc là cái giường. Đấy, bao giờ cũng vậy. Anh em mình thấy là không những ở đây đâu mà cả ở dưới xuôi cũng vậy thôi. Đấy, những cái ngôi nhà ngang này các cụ ngày xưa ấy là cũng đấy, thích có cái sập, hoặc là các ông các bà lớn tuổi là chỉ thích ngủ ở phòng khách thôi. Đấy, ví dụ nhà ba gian là cứ ngủ ở một cái gian đấy, hoặc là có sập cụ tủ chè. Tốn ván phết đấy, không hề đơn giản đâu. Đổ cái rằng kia cao bao nhiêu phân đấy chú Sình mà làm ván là rộng này. Kia kìa. Nhìn cao thế. 20 cơ à? Ngoài giờ. Được đấy nhỉ. 20 x 20 đấy nhỉ. Dạ. À. Đầu kia hơi cao á? Cao thì cũng vẫn phải lâng dầm lên chứ. Vẫn phải đánh thăng bằng cho nó phải bằng nhau chứ. Trèo lên một tí xem nào. Em trèo lên tí nhá. Ây da. Ây da. Mỗi quả ghép cốt pha này là lâu anh nhỉ? Lâu hơn. Công đoạn này là lâu hơn. Ôi nhìn từ trên này thì rộng lắm các bạn à. Đấy. Mấy bác thợ đã ghép xong được một mé ván này rồi. Tương đối là tốn ván. Và cái dầm này thấy chú Sình bảo là sẽ đổ cao tầm 20 phân luôn. Bình thường cái rằng tường thì mọi người thì cũng đổ bình thường thôi. Anh em mình thấy là nhưng mà cái này thì sẽ đổ cao hơn. Đấy, vì sau này anh Hờ anh có điều kiện là anh sẽ gác gác cây gác que lên đây. Đấy, với lại hai bên cái phòng ngủ kia kìa. Đấy, sau này sẽ làm gác xếp, còn đằng trước này là sẽ không xây theo kiểu của nhà chú dưới kia nữa nhá. Đấy, không giống một tí nào luôn. Đấy, chỗ này sau này đổ dầm ra anh em mình sẽ xây gạch lên, xây thành một cái mái nho nhỏ đây, một cấp mái từ đây. Đấy, từ cái đỉnh cột kia đến đây sẽ xây thành một cái con sơn này. Đấy, thành một cái bán mái. Và những cái hồi này, những cái này thì anh em mình sẽ bảo anh Hờ là xây tịt hết vào, xong chát vào, chứ không dùng cây sắt nữa. Nếu mà dùng cây sắt gác lên đây thì nhìn nó cập lệch lắm. Đấy, cột thì rất là to, dầm thì rất là to, mà lại cái đà sắt thì chỉ có một là 48, hai là 510, và nó cập lệch rất là nhiều. Đằng nào cũng một công xây đấy, bác giáo bác dựa thì sẽ xây luôn đấy, cho nó kín vào xong là chát. Nói chung nếu như không chát ấy, thì nhìn nó sẽ không được thẩm mỹ đấy. Nhưng mà cái này sau này tất cả là anh em mình cũng hỗ trợ anh Hờ là cát xi là chát hết nhá, không có để mộc như thế này đâu đấy. Hôm nọ anh em mình đi quay cái nhà dưới kia ấy, cái nhà mẫu là ở đây là toàn bộ rất là ít nhà có điều kiện để chát. Đấy, nhìn nó sẽ rất là thô. Và cái thứ hai là họ thiết kế là không giống anh em mình. Đấy, nếu như họ thiết kế là ví dụ như chỗ từ em lúa gây ra này các bác, đến cái hàng cột ngoài là sau này sẽ xây tường kín từ đấy ra đến cái hàng cột ngoài này. Đấy, còn cái tường này là không xây nữa này. Sau này sẽ gác ván hoặc là gác cây que từ cái mặt tường này, từ cái bằng khẩu này ra đấy. Thì lúc xây lên ấy thì nhìn nó rất là bí luôn. Nó như kiểu một cái hộp luôn ấy, và nó như kiểu là một cái chuồng chim ấy.
Đấy. Nên là anh em mình hôm vừa rồi đi thì gặp cái mái của nhà anh Xá kia nó cũng hợp lý, nhưng mà anh em mình cũng không làm giống y hệt mái nhà anh Xá. Đấy, không giống 100% đâu. Đấy, cái gì hay thì anh em mình học, còn cái gì mà không hay, không đẹp thì anh em mình bỏ. Đấy, để cho nó phù hợp. Đấy, biến tấu đi một tí. Nhà hờ sắp có nhà đẹp rồi. Đấy, mất khoảng tầm cái dầm này thì không biết là sẽ mất bao nhiêu thời gian, nhưng mà với nhìn cái gọi là cái địa thế như thế này, mọi người phải đổ dầm ghép ván ghép cốt pha nhiều như thế này, có lẽ là để xây lên đến thu hồi, nếu mà thời tiết nó thuận lợi thì chắc đâu đấy cũng phải mất một tuần nữa thì mới có thể thu hồi được. Đấy, thì thu hồi xong anh em mình sẽ cố gắng là lợp mái trước đi. Đấy, lợp cái mái trước thì cho anh ấy cho anh ấy có thể là chát chít ở phía trong, hoặc là cũng có thể là dọn một cái góc nào đấy chuyển vào đây mà ở mà ngủ thôi. Chứ các bác thấy cái túp lều của vợ chồng A Hờ đấy, cũng khổ. Từ lúc dỡ nhà ra là thời tiết nó mưa suốt, gọi là thời tiết như kiểu là thử thách. Đấy, ở cái túp lều kìa. Bình thường nhà truyền thống họ không để cửa sổ này đâu nhá. Đấy, họ sẽ không để cửa sổ như anh em mình đâu, không để cửa rộng này đâu. Đấy, nên là đi làm cho bà con người Mông ở đây cửa sổ là không thể tính theo mét được. Vì cửa toàn nó rộng 60 với 80 mà tính theo mét thì đúng là chỉ có lỗ thôi. Đấy, đây là anh em mình để cửa sổ rộng hẳn luôn. Đấy, rộng 80 cao 1 mét. Sau này làm mái nhà hờ là cũng phê đấy. Mái nhà chị sau này làm là bọn em hơi vất vả đấy. Cao như mái nhà A Giàng, nhưng mà chắc là không ghê bằng mái nhà A Giàng. À, mái A Giàng thì là không có rằng có rủng gì cả, trông cha trông chênh luôn. Lên tường là lấy búa là đập rung vào mầm. À, tức là A Hờ đổ cái này hơi cao à? Hơi cao. Sao được bé lắm. Hơi cao thì sau này cái dầm này cũng phải nhâng lên một tí. Lấy gỗ đâu về đấy? Em lấy gỗ tươi à? Tươi. À, lên rừng à? Xin chào. Nhìn như bố bạn. Đâu đem sang cho, mệt không? Mệt quá. Lấy tận đâu đây anh? Toàn gỗ tươi à? Tươi mà. Ôi dồi ôi, làm một cái nhà cũng... Nhà bó là bị gọi là... À, nhà A Hờ là tốn nhiều gỗ nhất đấy. Có chứ. Như mọi nhà thì chỉ mất tí cốt pha để ghép đổ chân thôi. Của anh lại còn chạy hết xung quanh đây nữa. Chạy nữa anh phải... Không, nhẹ ra như anh, nếu như anh thiết kế là anh sẽ không đổ xung quanh. Anh đổ mỗi này mỗi kia thôi. Đẹp rồi đấy. Quá đẹp luôn. Mà xây chắc xong thì đẹp đấy. Quá đẹp đấy chứ. Thôi, cũng xứng đáng thôi nha. Các bác lúc đầu là không hình dung ra, các bác sợ xấu. Không xấu đâu. Mà nó ra là chưa thế thì kiểu... Không. Thì nhưng mà nếu mà theo ý của anh ngay từ đầu ấy, theo hết ý của anh là sẽ cũng không đẹp đâu. Đấy, phải có người tham gia góp ý chứ. Vâng. Được hàng cột này, các bác
đổ được ấy, thẳng tắp. Ưng lắm. Nhìn rất là ưng. Nhìn đẹp mà. Mà quả này cũng may là như này này. Cái đằng trước sẽ thấp hơn nền đằng trước, cái hiên đằng trước sẽ thấp hơn nền bên trong đấy. Thấp một tí. Đấy, vì anh đổ đấy này. Cái gian này thì lại cho nó rộng ra nên là nó rất là hợp lý này. Hai cái khoảng cột này nó lại hẹp hơn. Vâng. Cái khoảng giữa này nó lại rộng ra. Vâng. Đấy. Cái này em không nghĩ ra đâu nha. Cái này lúc đầu em nghĩ là sẽ chia đều đấy. Chia đều bốn cái cột này. Hôm nay vào hôm trước lúc anh em mình quay thì các anh mới chỉ ghép đổ cái cột này thôi. Vâng. Đấy, nên là cũng cứ nghĩ là anh Hờ sẽ đổ đều. Đấy, nhưng mà cái này nó rộng hơn. Thế là thoáng đẹp rồi. Sắp có nhà đẹp rồi. Đủ chưa anh? Chưa. Đây là cây gì đây? Cây xoan à? Cây xoan là cây gì đây? Sa mộc. Sa mộc à? Mày cũng phải đi cắt. Thiếu. Cũng nhiều đấy. Nương của anh ở tận đâu? Thôn nào? Bên này. Bên chỗ cái nhà chắc trắng bên này. Ừ. Hôm nay mấy người xẻ đây mà được có bằng này thôi. Chiều mới đi mà. À. Anh không biết xẻ đâu, sao thằng em ở dưới này đi rất khó anh. Đây là xẻ bằng cưa xăng luôn. Vâng. Cưa xăng. Tay nghề cũng đẳng cấp đấy chứ. Mạch thẳng đét luôn. Vẫn phải bật mực chứ. Có chứ. À. Không bật mực không được. Cái này để làm, nếu anh xẻ vuông vuông này thì làm được cái gì? Cái vàng thì dưới này. À. Như này này, đúng như cái này này. Thì à rồi. Không biết khỏe được. Vàng vàng. Thì nó không sao xuống. Không công này. Đấy, cái trống vào nó biết bằng thẳng. Lâu nhất, nếu mà nói ở cái ngôi nhà này chắc là lâu nhất và vất nhất chắc là cái phần cốt pha này. Lâu. Vì cái này nó đòi hỏi kỹ. Làm mà không kỹ nó cao thấp rồi thì nó không bằng nhau, méo mó dẹo dọ thì nhìn nó không ra cái gì hết cả. Cái phần này mới là phần quan trọng. Thực ra ở tường thì không ấy lắm, nhưng mà quan trọng là các cái dầm nó lối ra cái cột này và cái dầm trước này. Ôi, quan trọng cái dầm trước này nó phải thật bằng nhau này. Đấy, vuông đét chạy chạy nó bằng nhau chứ. Phải bằng và phải vuông. Vuông thành sát cạnh. Chảy bao nhiêu hết. Đấy, sau này những cái chỗ này phải xử lý vào để sơn này. Vâng, cái này magic seed vào này. À. Cái này hôm qua không có này. Đổ qua không tránh được. Riêng cái khuôn ấy này không tránh được rỗ này đâu. Chẳng qua xong mình vẫn phải chít. Mình đánh không, bởi vì nó không lấy cái cái trong này xuống. Thì nó cũng ấy như cái cục. Kể cả nếu mà có thợ sơn chuyên nghiệp thì anh em sẽ bả ma tít. Đúng rồi đấy. Mình thì sẽ bả xi măng. Vâng. Đấy. Còn ý của em là sau này đấy, những cái chỗ này mình xây tất vào, xây cái tam giác vào. Vâng. Xây tam giác chát vào, lợp mái lên. Vâng. Đây là biệt thự trên đỉnh núi. Đúng. Đây là biệt thự trên đỉnh núi các bạn. Bây giờ gọi là biệt thự A Hờ. Biệt thự nhà A Hờ luôn. Xoan ơi. Lúc đầu là cũng anh em mình này, rồi anh Hờ là cũng áp lực lắm. Thế nhưng đến ngày hôm nay là những cái đấy nó cũng xứng đáng thôi các bạn. Nó cũng là những cái mà tất nhiên không tránh được. Đấy, phải trải qua thôi. Anh em mình thì thấy nó cũng bình thường thôi. Là một cái người đi kết nối, làm dâu chăm họ thì không tránh được. Đôi khi là bị người này ghét, đấy, người kia nói. Hoặc là có những cái là không được đồng quan điểm với lại các bác khán giả. Thế nhưng mà mình đợt vừa rồi là gọi là anh em mình cảm thấy là vừa trách, trách có phần trách có phần thương A Hờ. A Hờ là người đã đồng hành cùng với anh em mình khá là lâu rồi. Từ những ngày đầu tiên mà anh em mình làm kênh vào đây chia sẻ các hoàn cảnh rồi đi gặp các hoàn cảnh thì đều có mặt A Hờ. Đấy. Nhưng mà từ lúc bắt đầu là thay đổi cái quyết định, đấy, thay đổi cái thiết kế ở ngôi nhà thì cũng bị rất là nhiều các bác khán giả chê, trách. Anh em mình cũng chỉ lo là đôi khi là tất nhiên là cả đời anh ấy cũng có một cái gọi là cái cơ hội được các nhà hảo tâm là hỗ trợ cho để làm một cái ngôi nhà. Mà chỉ sợ anh ấy nhiều cái áp lực quá lại nghĩ quẩn linh tinh. Ở đây thì nhiều anh em mình cũng gặp khá là nhiều những cái trường hợp. Đấy, bản thân kênh thì chưa gặp bao giờ đâu.
chưa làm bất cứ một hoàn cảnh nào phải nghĩ quẩn cả. Thế nhưng mà đi lại có một số trường hợp là họ bế tắc, bị gọi là bị cộng đồng, bị gọi là miệng lưỡi xã hội nói nhiều, là họ cứ nghĩ quẩn, tìm đến cái giải thoát. Anh em mình cũng là những người đi làm cái hành trình kết nối thôi, mình là người ở giữa thôi, làm sao cho nó hài hòa. Tất nhiên là cái trong cái ngôi nhà này, với bản thân kênh Hoa Đá Cao Nguyên là cũng đã cải tiến đi rất là nhiều rồi. Đấy, mới gọi là để có được cái thành quả ngày hôm nay là anh em mình cũng có những cái sự tham khảo, có những cái sự góp ý từ các bác. Rồi và anh em mình cũng đi, cũng xem, cũng thấy những cái ngôi nhà nó gần gần giống như này và có những cái hay. Đấy là anh em mình cũng đã cải tiến theo. Đấy, chứ còn nếu mà đúng như ngôi nhà mà các bác xem được ấy, cái ngôi nhà mà anh em mình đi cùng anh Hờ đi xem ấy, thì nếu mà đúng làm theo cái đấy thì chắc là đến giờ phút này là video của Hoa Đá Cao Nguyên về nhà Hờ còn bị các bác nói rất là nhiều nữa. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi, có lẽ là các bác lên hoan hỉ. Đấy, chúc mừng cho Hờ đi, sắp có nhà mới, sắp có nhà đẹp rồi. Đấy, sắp có nhà đẹp rồi đấy chị ạ. Chị chú về đây nói chuyện tí nào. Ui giời ơi, vất vả. Cảm ơn cho cô Thanh. Ôi giời. Cảm ơn cho chị Uy, cô Hiền nhỉ. Vâng. Cảm ơn nhá. Cảm ơn các bà các cô. Cảm ơn cho các bà các cô nhá. Đấy, nhớ tên các bà các cô thế là được rồi. Sau này có một cái ngôi nhà đẹp là không được quên ơn các nhà hảo tâm đâu. Cái việc không quên ơn bằng cách là mình ở cho cuộc sống thật tốt. Đấy, ăn ở làm sao giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Đấy. Đấy, có nhà đẹp rồi là phải sạch rồi. Đúng không chị? Đúng không? Ok. Nấu cơm chưa chị? Ôi cẩn thận quên đâu kia. Hôm nay ăn cái gì? Hôm nay lấy hai con gà về ăn. À, hôm nay cả thợ phải ăn cơm đây à? Thôi, anh em cũng vất vả. Đấy. Đợi cho qua cái phần này đi. Đấy, đợi bao giờ xây xiếc ngon lành cành đào đi, xong là lúc đấy là em công lợp mái vào rồi là sẽ bớt vất đi. Vâng. Cái đất này là lấy ở đâu vào đây? Hay là đào ở đây à? Đây. Đúng không? Vâng. Anh đấy bọn em có ý gồm đúng không? Vâng. Cái này thì một phần bọn em, anh em mình đi làm là cũng rất là nhiều nhà thì cũng toàn để ba ô thôi. Đấy, và hai nữa là các bác là cũng góp ý. Đấy, mình cho thêm một ô nữa. Đấy, may là chưa đủ dầm, vẫn xử lý tốt. Đấy, những cái gì mà chưa được là xử lý, là sau này nhìn cho nó đẹp chứ. Cửa sổ thì 2, đấy, cửa chính thì 3 là hợp lý. Đấy, bây giờ mới đúng nghĩa là nhà cao cửa rộng nhá. Sau này là nhà cao nhất trong tất cả các ngôi nhà. Đấy, cửa thì cũng rộng rồi. Đấy, ở trên, bên trên đúng không? Xong lại bên trên cái bán mái đằng trước là mình lại để 3 cái ô nữa. Đấy, sau này em bắn cho cái khung kính vào đấy. Thế là lúc nào trong nhà cũng sáng. Đấy, không có tối ỏm tối om như ngày trước nữa. Ôi rồi trước không biết là mọi người còn nhớ những cái video mà anh em mình vào nhà Hờ không? Trước đây còn cái máy gọi là còn một cái máy quay nó cũ rồi. Đấy, và máy quay gọi là cùi bắp ấy. Đấy, thì anh em mình quay thì tối lắm. Và đến khi mà đổi con sang con máy quay gọi là đẳng cấp hơn một tí, tốt hơn một tí thì vào nó chỉ cải thiện được một phần nào thôi các bạn. Chứ còn thực tế ra là mắt thường nhìn đã tối rồi, có quay phim, có máy xịn sò đến mấy nó cũng không thể sáng lên được quá đâu. Đấy, chủ yếu là làm sao mà đấy, cái ngôi nhà ở ban ngày ấy, luôn luôn phải có ánh sáng tự nhiên. Đấy, và một phần nữa là do các bác ngày trước là không phủ áo, bẻ lại cổ áo cho lịch sự tí, nhìn đợt này đỡ buồn hơn đấy, tươi tỉnh hơn tí rồi đấy. Nhưng mà xuống cân không? Chưa biết được. À, có xuống cân nào không? Chưa cánh thử. Thấy có vẻ là gầy đi, đen thì chắc chắn rồi. Đen gần bằng công rồi đấy. Đen gần bằng công rồi đấy. Nhưng mà gầy thì chắc là đợt này nó gầy đi. Đang nói câu chuyện là về cái vấn đề mà ánh sáng ở trong nhà ấy. Do cái thời điểm trước là xung quanh nhà A Hờ đây là toàn cây cối tùm thôi. Đấy, nên là
nó che khuất hết đi rồi, rồi nó tối nữa, nó ẩm nữa. Từ khi bắt đầu anh em mình vào cùng với lại gia đình lên phương án đấy, giải phóng mặt bằng, là anh Hờ cũng đã giải phóng hết những cái cây que này đi. Đến bây giờ các bác vào thấy là khu vực này đã có ánh nắng mặt trời, ngày xưa nó không có. Thoáng rất nhiều. Thoáng đi chứ. Sau này cái phòng khách này còn thoáng nữa này. Phòng khách này. Xây cầu thì mấy cái này chặt hết. Xây sau này là đứng được ở trên cái mái này với chặt tốt. Ồ, nhưng mà cái dây điện này liệu có vướng không nhỉ? Cũng nó cũng để lên trên được một tí. Nó trùng xuống. Mình sẽ xây lên mấy hàng nữa nhỉ? 7 hàng. 6 hàng chứ. Cả dầm. Cả dầm mà đâu. Chứ dầm, em tính là cả dầm luôn là thành một hàng gạch đấy. Đúng rồi. À. Đúng không? Anh đang để 13 này thì là cái dầm nữa là thành 14 hàng này. Đúng. 6 trên hàng. Dầm nữa là thành 6 hàng nữa là thành 20 hàng. Đúng. Sau này cái nóc có khả năng nó sẽ cao cao tới cái kia nhỉ? Thế thì tới cái ngọn ngọn. Này mình phải chống đấy. Chống chứ. Dây điện này sau này khi mà nó sẽ bị đè lên nóc. Nó sẽ bị đè lên nóc, lúc đấy phải lấy cái cao su hoặc là cái lốp xe buộc lên đấy. Nhà trên kia phải dùng một cây cao để không mưa gió nó cọ đi cọ lại, xong là trời nó nắng nóng nha, mà nó để sát đấy nóng bóng. Nó chảy hết cái lớp nhựa bên ngoài ra, nó dính vào mái. Dạ. Toàn tôn mới sắt rồi lại sờ vào nên lại cười cả ngày thì chết. Cái cảm ơn. Lấy cái lốp xe ấy. Đúng rồi, sau này lấy lốp xe. Cái cột này vẫn chưa dỡ được cốt pha. Cái này đổ lúc nào đây anh? À. Đúng phải. Sau này phải chảy đi lấy cả cái giữa chân về. Cái chân này á? À. Phải thừa nhận là có cái quả khuân này vào đẹp hẳn. Đúng là đắt sắt ra miếng. Nguyên cái bộ khuân này hôm vừa rồi anh thợ kia anh chia sẻ là 12 triệu một cái cột này. Đúng rồi. Không hề rẻ đâu. Rẻ. Đấy, như bảo là anh em mình làm thợ hàn nếu mà không làm được cột tròn. Đấy, xưởng cơ khí dân dụng ở đây thì không thể gia công được những cái cột tròn không lốc được đâu. Nhưng mà làm cột vuông ấy, toàn bằng tôn dày, sắt dày. Mà một cái bộ hộp cột này là hai người không thể khiêng được đâu. Nó dơ tầm 7-80 cân đấy. Mà nó chỉ có khoảng đâu đấy, khoảng... cứ gọi lên thành phẩm khoảng tầm 40.000 một cân đi. Đấy. 4728 2.8 triệu. Đấy, gọi đến 3 triệu thôi. Đấy mà cái bộ này nhưng mà đúng là tiền nào của đấy. Đẹp. Lên sau này những cái ngôi nhà khác là không sơn, nhưng mà nhà anh mà sơn vào những cái cột này, sơn màu vào những cái phào này, thêm một tí sơn màu vào thì thôi rồi. Đấy, và cái phòng khách này là hôm đấy là nguyên cơm, nếu mà làm cơm tân gia là trong này phải ngồi bèo bèo cũng phải được 8 mâm rồi. 7-8 mâm đấy. Và thứ hai nữa là được khoảng sân đằng trước này. Các bạn đấy, khoảng sân đằng trước này bây giờ nhìn còn ngổn ngang thôi, mấy nữa giải phóng đi là cực kỳ rộng luôn đấy, rộng ra tít góc kia cơ mà đấy, giải phóng cái này đi là đứng ở đây là vút tầm mắt luôn, thoáng luôn. Ôi, nhưng mà lúc kiếm bàn, bộ bàn ghế đá nữa nhờ. Ngồi đây chè cháo rồi thì cờ quạt ở đây thì quá hợp lý luôn. Và sau này có điều kiện là làm cái lan can đây. Đúng rồi, phải phá nó đi, không để được đâu. Để này là sau này nó lôi kè này đi luôn đấy, hỏng luôn. Nhưng mà thoáng nhờ. Thoái mai thoáng luôn, cao này. Ở đây là nhìn xuống đường khoáng đãng. Này thì tối thì mùa như mùa này thì lúc mà nóng thì ra đây ngồi chơi đi. Ngồi hóng gió đây. Mỗi tội cái mấy hộ gia đình trên này là vất vả con đường đi thôi. Nếu mà được cái đường đi, chỉ cần đường đi rộng khoảng tầm 1.5 mét thôi, đường bê tông lên đây thì không còn gì để nói luôn. Hết nước chấm. Lên hình này là thấy mừng rồi, chắc là lúc đầu ấy mà mới gọi là mới mở cái cốt pha này ra, nó còn luyên còn dầu, nhìn như kiểu là đá nhá. Nó đen đen ấy.
Mà cảm giác hai cái cột ở hai bên đổ mướt hơn nhỉ? Cái này là trẻ con nhà anh đổ đúng không? À, cái này là mấy thợ chuyên nghiệp đổ. Đúng rồi. À, cái này là mấy ông thợ gọi là thợ lão làng rồi. Có chú Sình mới lại anh thợ, à, hôm đấy là chú Sình với anh nhỉ? Sử à? À đúng rồi đúng rồi. Đấy, chắc là còn quả này là của Trá. Vâng. Nhẽ ra là hai cái quả đúng mẹ chính giữa nhà kia là phải thợ cứng. À, đổ. Thế nhưng mà không sao, cái này sau này vẫn xử lý được. Sau này mình một là dùng bột bả, bả hết vào những cái này. Đấy, nó phải trơn nhẵn đi, sau này sơn màu vào. Sơn vào với lại chích xì xì vào cái đồng này được. Đấy, sau này khi mà lên hình chát chít xong là cũng nhờ các bác khán giả được tư vấn xem là cái ngôi nhà anh Hờ là sẽ sơn cái màu gì thì nó hợp lý nha các bác nhé. Chứ còn tông màu chủ đạo của kênh Hoa Đá Cao Nguyên vẫn là màu xanh lơ. Đấy. Xanh sáng sáng ấy. Xanh gần như là xanh trứng sáo. Đấy, thì nó vừa sáng. Nó không phải là màu trắng. Đấy, nó xanh sáng ấy. Cái màu xanh nhìn sáng nó sạch sẽ. Nói chung là đấy là con mắt của anh em mình thôi. Chứ còn đã lên cộng đồng thì nhiều ý kiến lắm. Miễn làm sao là làm giữa anh em mình và chỗ anh Hờ đây là thấy thích là được. Miễn là cái nào nó phù hợp. Đấy, cái tường này thì ngại nhất là nhà có trẻ con này. Bầu bám vào tường là rất là dễ bẩn. Hôm nay được ăn sang à? Mà hôm nay được ăn sang à? Bánh đa. Đâu, vào bếp một tí các bạn. Xem là hôm nay là cột kèo các thứ xong rồi, đang ghép cốt pha thì hôm nay là có chương trình gì đây? Xong cơm chưa chị? Ôi giờ được đấy nhờ, hôm nay có gà này. Hôm nay có gà, gà mấy gì nữa? Không có gì, ừ, gà lên chợ. Ồ, lấy gà làm rau à? Cũng à. Có canh rồi. Gì thì lấy gà làm rau ăn à? Bây giờ không có rau gì ăn thôi. Bây giờ là rau bí cũng hết nhỉ? Chỉ còn quả bí thôi. Mà chủ đạo ở đây là chỉ có thấy cái món rau đấy thôi. Đây có rau dền này. Mà cũng đây phải cây rau dền không? Cây này này. Cái cây đỏ đỏ đấy. Vâng. Phải mấy. Rau dền này. Ai ăn được mà. Đấy, sắp được rời bỏ túp lều này rồi. Bao nhiêu ngày chịu mưa. Có đèn thế, dỡ nhà ra cái nào nó mưa. Căng điện đâu anh? Điện một tí ăn cơm. Sắp tối rồi mà. Hiện tại xem nào. Ôi, 6 giờ kém rồi các bạn. Có lẽ là anh em mình lại phải dừng video để lại đi về nhà với vợ thôi các bạn. Tối rồi. Xin phép mọi người là anh em mình cập nhật một cái video ngắn ngắn về cái công việc của nhà Hờ. Hôm nay thì đã thành hình gọi là đến khoảng tầm 60% rồi các bạn. Có lẽ là các bác cũng đã nhìn thấy và cũng đã hình dung ra rồi. Mọi người vào comment là chúc mừng cho anh A Hờ nha các bác nhé. Sắp có một ngôi nhà rộng rãi thoáng đẹp rồi. Sắp gọi là rời cái túp lều mà cả tháng rời. Đợt vừa rồi mưa gió là phải ở đấy khổ sở rồi. Đấy. Xin chào mọi người thôi. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ. Xin chào.